Cuốn 92 Giải thích Phẩm Tịnh Phật Quốc Độ thứ 82 Kinh Mà Hà Bát Nhã ghi Phẩm Tịnh Phật Quốc Kinh Đại Bát Nhã Hội thứ hai ghi Phẩm Đạo Sĩ thứ 80 Kinh Bây giờ tu Bồ Đề suy nghĩ Thế nào là Đạo Bồ Tát? Bồ Tát Chú trong Đạo ấy như vậy có thể phát đại thệ nguyện trang nghiêm Phật biết ý nghĩ của tu Bồ Đề bảo tu Bồ Đề 6 ba la mật mà Đạo Bồ Tát 37 pháp trợ đạo là đạo Bồ Tát, 18 không là đạo Bồ Tát, 8 bội xả, định trí thứ lớp, 10 lực của Phật cho đến 18 pháp không chung là đạo Bồ Tát, hết thảy pháp cũng là đạo Bồ Tát. Này tu Bồ đề ý ông nghĩ sao? Và chăng có pháp Bồ Tát không học mà có thể được vô thượng tránh đẳng tránh giác chăng? Này tu Bồ đề không có pháp Bồ Tát, không nên học. Vì sao? Vì Bồ Tát không học hết thảy pháp, thời không được trí nhất thiết trùng. Tu Bồ đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, nếu hết thầy pháp đều không vậy vì sao nói bồ tát học hết thầy pháp như vậy há ở trong chỗ không có thế tôn không có hí luận thành ra có hí luận chăng nghĩa rằng hí luận cho là đây là kia là pháp thế gian là pháp xuất thế gian là pháp hiếu lậu là pháp vô lậu là pháp hữu vi là pháp vô vi là pháp phàm phu là pháp a la hán là pháp bích tri phật là pháp phật phật bảo tu bồ đẻ như vậy như vậy hết thầy pháp thật không nếu hết thảy pháp chẳng không thời bồ tát không thể được vô thượng chánh đẳng chánh giác này hết thảy pháp thật không nên bồ tát có thể được vô thượng chánh đẳng chánh giác này tu bồ đề như lời ông nói nếu hết thảy pháp không há không phải ở trong chỗ không có hí luật thế tồn khởi lên hí luận phân biệt có kia có đây có pháp thế gian pháp xuất thế gian cho đến pháp phật này tu bồ đề nếu chúng sinh biết hết thảy pháp không thời bồ tát không học hết thảy pháp mà được trí nhất thiết chủng này chúng sinh thật không biết hết thảy pháp không vì thế nên bồ tát được vô thượng tránh đẳng tránh giác rồi phân biệt các pháp vì chúng sinh mà giảng nói này tu bồ đề ở trong đạo bồ tát ấy từ khi mới phát tâm lại đây đối với tính nhất định của hết thảy pháp không thể có được chỉ vì nhân duyên hòa hợp khởi lên nên có danh từ các pháp ta nên suy nghĩ như vậy các pháp thật tính không dính mắc gì như tính sáu ba la mật hoặc ba mươi bảy pháp trợ đạo hoặc quả tu đà hoàn cho đến quả a la hán đạo bích tri phật vô thượng tránh đẳng tránh giác vì sao vì hết thảy pháp hết thảy pháp tính không không chẳng dính mắc không không cũng không thể có được huống gì trong không có dính mắc bồ tát suy nghĩ như vậy nên không chấp trước hết thảy pháp mà học hết thảy pháp ở trong sự học ấy quán tâm hành của chúng sinh biết tâm ấy hành ở chỗ nào biết chúng sinh hành ở trong hư vọng không thật khi ấy bồ tát nghĩ rằng Chúng sinh ấy chấp trước pháp hư vọng không thật nên dễ độ thoát. Bồ Tát chú trong bát nhã dùng sức phương tiện giáo hóa như vậy. Chúng sinh các ngươi nên hành bố thí, có thể được giàu của cải. Cũng chớ ý thị quả báo bố thí mà tự cao. Vì sao? Vì trong đó không có pháp chắc thật. Chỉ giới thiền định trí tuệ cũng như vậy. Chúng sinh hành pháp ấy có thể được quả tu đà hoàng cho đến quả an -na hán đạo bích tri Phật, Phật đạo. Chớ nghĩ rằng có pháp ấy giáo hóa như vậy hành đạo Bồ Tát mà không vướng mắc gì, vì trong ấy không có gì chắc thật. Nếu giáo hóa được như vậy gọi là hành đạo Bồ Tát, vì đối với các pháp không dính mắc gì, vì sao? Tướng các pháp không dính mắc vì tự tính không có, vì tính không. Này tu Bồ Đề khi hành đạo Bồ Tát như vậy không trú chỗ nào. Bồ Tát vì không trú pháp nên cũng không trú trong ấy hành giới ba la mật, cho đến cũng không trú trong ấy hành bát nhã ba la mật hành sơ thiền cũng không trú trong ấy vì sao vì sơ thiền ấy tướng sơ thiền không người hành thiền cũng không pháp dùng để hành thiền cũng không để nhị đệ tam đệ tứ thiền cũng như vậy từ bi hỷ xả cho đến định chính thứ lớp cũng như vậy được quả tu đà hoàn cũng không trú trong ấy cho đến được đạo bích tri phật cũng không trú trong ấy tu bồ đề bạch phật bạch đức thế tôn do nhân duyên gì nên không trú trong ấy phật dạy có hai nhân duyên nên không trú trong ấy những gì là hai một là các đạo quả tính không không có chỗ trú cũng không có pháp sử dụng cũng không có người trú hai là không cho chút ít việc là đủ nên không trú nghĩ rằng ta không nên không được quả tu đào hoàn ta chắc chắn nên được quả tu đào hoàn chỉ ta không nên trú trong ấy cho đến đạo bích chay phật ta chẳng nên không được ta chắc chắn nên sẽ được chỉ ta không nên chú trong ấy Cho đến được vô thượng tránh đẳng tránh giác Cũng không nên chú Vì sao? Vì từ khi ta mới phát tâm lại đây Không có tâm gì khác Chỉ nhất tâm hướng đến vô thượng tránh đẳng tránh giác Bồ Tát nhất tâm hướng đến vô thượng tránh đẳng tránh giác Xa lìa các tâm khác Gây nghiệp thần miệng ý Đều nên hướng đến vô thượng tránh đẳng tránh giác Này tu Bồ Đề Bồ Tát chú vào nhất tâm ấy Có thể phát sinh đạo giác ngộ tu bồ đề bạch phật bạch đức thế tôn nếu hết thảy pháp chẳng sinh làm sao bồ tát có thể phát sinh đạo giác ngộ phật bảo tu bồ đề như vậy như vậy hết thảy pháp không sinh vì sao không sinh vì không có gì làm không có gì khởi vì hết thảy pháp chẳng sinh tu bồ đề bạch phật Bạch Đức Thế Tôn có Phật hay không có Phật, thời thời tướng các Pháp vẫn thường trú ư, Phật dạy, như vậy, như vậy thật tướng các pháp thường trú vì chúng sinh chẳng biết thời tướng các pháp thường trú nên bồ tát vì chúng sinh mà phát sinh đạo giác ngộ dùng đạo ấy kéo chúng sinh ra khỏi sinh tử tu bồ đề bạch phật bạch đức thế tôn dùng đạo sinh được giác ngộ ư phật dạy không được bạch đức thế tôn dùng đạo không sinh được giác ngộ ư phật dạy không được bạch đức thế tôn dùng đạo không sinh chẳng phải không sinh được giác ngộ chăng phật dạy không được bạch đức thế tôn làm thế nào được giác ngộ Phật dạy chẳng phải dùng đạo được giác ngộ Cũng chẳng phải dùng chẳng phải đạo được giác ngộ Vì tính giác ngộ tức là đạo, đạo tức là giác ngộ Tu Bồ Đề Bạch Phật, Bạch Đức Thế Tôn Nếu giác ngộ tức là đạo, đạo tức là giác ngộ Này đầy Bồ Tát khi chưa làm Phật Lẽ đáng được vô thượng tránh đẳng tránh giác cớ sao nói các đấng như lai ứng cúng tránh biến chi có ba mươi hai tướng tám mươi vẻ đẹp tùy hình mười lực bốn điều không sợ bốn trí không ngại mười tám pháp không chung đại từ đại bi Phật bảo tu bổ đề Ý ông nghĩ sao Phật được giác ngộ chăng Thưa không bạch thế tôn Phật không được giác ngộ Vì sao vì Phật tức là giác ngộ Giác ngộ tức là Phật như lời tu bồ đề hỏi khi còn bồ tát không nên được giác ngộ bồ tát ấy đầy đủ sáu ba la mật ba mươi bảy pháp trợ đạo mười lực của phật bốn điều không sợ bốn trí không ngại 18 tám pháp không chung tam muội kim cang một niệm tương ưng với tuệ mới được vô thượng tránh đẳng tránh giác khi ấy gọi là phật được tự tại đối với hết thảy pháp tu bồ đề bạch phật bạch đức thế tôn làm sao bồ tát nghiêm tịnh cõi phật phật dạy bồ tát từ khi mới phát tâm trở lại đây tự trường nghiệp thô nơi thân tự trường nghiệp thô nơi miệng tự trường nghiệp thô nơi ý cũng làm thanh tịnh nghiệp thô nơi thân miệng ý của người khác bạch đức thế tôn thế nào là nghiệp thô nơi thân miệng ý của bồ tát phật bảo tu bồ đề nghiệp bất thiện hoặc sát sinh cho đến tả kiến là nghiệp thô nơi thân miệng ý của Bồ Tát. Lại nữa, giới không thanh tịnh là nghiệp thô nơi thân miệng của Bồ Tát. Lại nữa, nếu Bồ Tát xa lìa bốn niệm xứ mà tu hành, gọi là nghiệp thô của Bồ Tát, xa lìa bốn tránh cần, bốn như ý túc, năm can năm lực, bảy giác phần, tám phần thánh đạo, tam muội không vô tướng Bồ Tát cũng là nghiệp thô của Bồ Tát. Lại nữa, Bồ Tát tham chứng quả tu đà Hoàng cho đến tham chứng quả a la hán đạo bích tri Phật là nghiệp thô của Bồ Tát. Luận từ trước lại đây, Tu Bồ Đề thường hỏi về Pháp không? Bây giờ trong hội chúng nghi, Tu Bồ Đề đã thể ngộ Pháp tịch tịnh không hít luận, cơ xa còn hỏi nhiều, vì thế nên không hỏi mà chỉ tâm niệm. Lại nữa, có những Bồ Tát và Chư Thiên vào sâu thiền định không ưa ngôn ngữ, mà chỉ muốn được ích lợi của Pháp, thế nên Tu Bồ Đề không phát ngôn mà chỉ tâm niệm. Hỏi vì sao tu Bồ Đề tuy không nói mà Thế Tôn vẫn dùng lời đáp? Đáp Sắc thân của Phật trông thấy không nhàm chán, thấy sắc không nhàm chán, nghe âm thanh cũng như vậy. Nên tùy nói mà không chứa ngại hạnh thiền định vi tế, thế nên Phật dùng lời để đáp. Lại nữa, Phật an lập nơi tướng tịch diệt, chú trong vô thượng tránh đẳng tránh giác, không phân biệt hết thảy pháp hoặc thiện hoặc bất thiện. Chúng sinh có nghi mà hỏi. Phật theo chỗ hỏi, chỗ suy nghĩ mà đáp vì ừ thế, nên không giống với tu bồ đề tu bổ đà nghe sáu ba la mật nghĩa lý rất sâu không thể nắm bắt được bờ mé của nó nên hỏi thế nào là đạo bồ tát mà hành đạo ấy được thanh tịnh không có chỗ đắm trước các thiện pháp sáu ba la mật trang nghiêm phải biết ý tu bổ đà nghĩ nên đối với tu bổ đà tùy lợi ích ít mà vì lợi ích cho các bồ tát nên đáp sáu ba la mật là đạo bồ tát sáu ba la mật là đạo của bồ tát mới phát tâm tiếp đến hành bốn thiền tám bội xả định chín thứ lớp và 37 pháp trợ đạo chỉ cầu niết bàn, hành 18 không, 10 lực của Phật và các thiện pháp vi tế chỉ vì cầu Phật đạo. Sáu đạo ba la mật phần nhiều vì chúng sinh mà nói, 37 pháp trợ đạo chỉ vì cầu niết bàn, 18 không từ niết bàn xuất ra là đạo vượt quá địa vị thanh văn bích chi Phật mà vào Bồ Tát vị. Ba đạo ấy đều là sở hành của sinh thần Bồ Tát. Vì không thấy các Pháp có tốt xấu mà an lập tướng bình đẳng của các Pháp, trong kinh này, Phật tự nói nhân duyên, Bồ Tát nên học hết thầy. Nếu có một Pháp không học, thầy không thể được trí nhất thiết trùng, học hết thầy Pháp, là dùng hết thầy Pháp môn suy nghĩ chủ được tu quán mà được thông suốt. Tu Bồ Đề Bạch Phật, nếu hết thầy Pháp một tướng đó là không tướng, thầy Bồ Tát làm thế nào, học hết thầy Pháp mà bèn ở trong không có hí luận khỏi lên hí luận, nghĩa là cho rằng có Pháp này Pháp kia, được nói ý tướng hí luận là đây đông kia tây, đây trên kia dưới là thường là vô thường, là thật là không, là thế gian, là xuất thế gian, cho đến Pháp nhị thừa là Pháp Phật. Phật hứa khả lời tu bồ đề rằng hết thảy Pháp tướng không, nếu Pháp thật có định tướng chẳng không, tức là không sinh không diệt. Không diệt nên không có bốn đế, không có bốn đế nên không có Phật Pháp tăng bảo, như vậy tam bảo đều bị phá hoại. Này các pháp thật không có, cho đến tướng không cũng không có, chỉ do chúng sinh ngu si điên đảo nên chấp trước, thế nên đối với chúng sinh bồ tát khỏi tâm thương xót muốn kéo ra khỏi chấp trước nên cầu sức thân phận muốn làm cho chúng sinh tin chịu lời kia để bỏ điên đảo ngộ bạc thật tướng thế nên bồ tát tuy biết các pháp không mà vì lợi ích chúng sinh nên phân biệt nói nếu chúng sinh tự biết các pháp không thầy bồ tát chỉ tự chú trong tướng không ấy không cần học phân biệt hết thảy pháp bồ tát khi hành đạo bồ tát từ khi mới phát tâm trở lại đây suy nghĩ như vậy Hết thảy pháp không có tính nhất định, chỉ do nhân duyên hòa hợp nên sinh khởi. Các nhân duyên ấy cũng mỗi mỗi do hòa hợp sinh cho đến chỗ rốt giáo không. Rốt giáo không chỉ là một pháp thật, ngoài ra đều không có tự tính, nên đều hư dối. Ta tử vô thỉ lại đây, chấp đắm pháp hư dối ấy, chán việc thọ khổ não trong sáu đường. Ta này là con của chư Phật trong mười phương ba đời, bát nhã là mẹ ta. Nay ta không nên trở lại đeo đuổi pháp hư vọng, Do vậy Bồ Tát cho đến đối với rốt giáo không Cũng không dính mắc vốn gì các pháp khác như thí ba la mật Bây giờ Bồ Tát đầy đủ đạo Bồ Tát Tâm kia an ổn tự nghĩ rằng Ta chỉ dứt tầm trước trước còn đạo tự nhiên đến Biết pháp ấy rồi nghĩ đến chúng sanh đang nhiễm trước thế gian Mà rốt giáo không cũng không, không có tự tính, không có chỗ ở Nên chúng sinh ấy khó có thể tin chịu vì khiến chúng sinh tin chịu pháp ấy nên học hết thảy pháp tu hành pháp phương tiện độ chúng sinh, quán tâm hành của chúng sinh đi về đâu, biết nó ưa pháp gì, nghĩ việc gì, có trí nguyện gì. Khi quan sát biết chỗ chấp trước của chúng sinh đều là hư vọng điên đảo, do ưu tưởng phân biệt nên chấp trước chứ không có căn bản chấp thật. Bây giờ Bồ Tát rất hoan hỉ nghĩ rằng chúng sinh dễ độ, vì sao? Vì chỗ đắm trước của chúng sinh đều là hư dối không thật, thí như người có một đứa con ưa dẫn chơi trong chỗ bất tịch nhóm đấy làm lúa lấy cây cỏ làm chim thú mà sinh ra ưa đắm bị có người rượt lấy liền nổi khóc la nổi giận khóc la cha nó biết vậy rồi nghĩ rằng đứa con ấy này tuy ưa đắm như việc ấy dễ bỏ đến khi khôn lớn nó tự bỏ vì sao vì vật ấy không chân thật Bồ Tát cũng như vậy, xem thấy chúng sinh ưa đắm, thân bất tịnh, hôi hám, và năm dục là pháp vô thường, nguyên nhân của các khổ. Biết chúng sinh ấy, tuy có được năm thiện căn tín, tấn, niệm, định, tuệ, thành tựu để có thể xả bỏ. Nếu trẻ nhỏ đắm trước vật cho lạ thật, thời tuy lớn đến trăm tuổi, lòng tham đắm càng sâu không thể xả bỏ. Nếu chúng sinh chấp trước vật cho lạ thật, có nhất định, Thầy tuy có được nằm thiện căn trong lòng chấp trước vẫn càng sâu nặng, càng không thể xa lìa. Vì các pháp tính không hư dối không thật, nên khi được mắt tuệ vô lậu thanh tịnh xa lìa pháp chấp trước, lớn lên tự biết hổ thẹn. Thí như người bị bệnh cuồng làm điều sai trái sau khi tỉnh ngộ thấy mất mặt xấu hổ. Bồ Tát đã biết chúng sinh dễ độ nên an trú trong bát nhã, dùng sức phương tiện giáo hóa chúng sinh rằng các ông hãy nên bố thí sẽ được của nhiều, chớ ỷ thị quả báo bố thí mà tự cao ngạo. Trong đây không có gì chắc thật đều sẽ bị phá hoại. Với khi chưa bố thí không khác nhau, chỉ giới nhẫn nhục cho đến 18 pháp không chung cũng như vậy. Các pháp ấy tuy thanh tịnh có ích rất lớn, nhưng đều là pháp hữu vi, do nhân duyên sinh không có tự tính các ông nếu đóng trước pháp ấy thời sinh ra khổ não thế như thỏi vàng nóng bỏng tuy là vật báu mà nắm đến thời trái tay như vậy bồ tát giáo hóa chúng sinh hành đạo bồ tát tự mình không chấp trước gì cũng dạy chúng sinh không chấp trước vì tâm không chấp trước hành bố thí nên không chú trong bố thí không chú là khi bố thí không chấp thủ ba tướng cũng không chấp trước quả báo mà tự cao sinh ra nghiệp tội khi quả báo diệt hoại cũng không sinh ưu não giới ba la mật cho đến vô thượng tránh đẳng tránh giác cũng như vậy trong đây phật tự nói nhân duyên không chú một là bồ tát vào sâu tính không không thấy các pháp có tự tính nên không chú hai là không cho việc nhỏ là đủ nên không chú bồ tát không có tâm khác chỉ một mặt hướng đến việc phát sinh đạo giác ngộ Tu Bồ Đề Bạch Phật, nếu hết thảy Pháp không sinh, thời Bồ Tát làm thế nào có thể phát sinh đạo giác ngộ? Phật hứa khả ý Tu Bồ Đề và nói, Hết thảy Pháp không sinh, ta thật đã nhiều nơi nói Pháp không sinh, chẳng phải vì hàng phàm phu nói, mà chỉ vì hàng được vô tác giải thoát, không khỏi ba nghiệp mà nói. Hỏi, Phật tự nói có Phật hay không có Phật, thời tính của các Pháp vẫn thường trú, như Pháp tướng không của các bậc thánh và phu cũng như vậy phần Phật hứa khả lời nói ấy rằng thật tướng các pháp thường trú chú. vì chúng sinh không hiểu không biết nên khởi lên đạo giác ngộ chỉ vì chữ điên đảo cho phàm phu nên gọi là đạo nếu chắc chắn có đạo có thể chấp trước thời trở lại là điên đảo đạo và chẳng phải đạo bình đẳng tức là đạo thế nên không nên vấn nạn tu bồ đề hỏi làm sao có thể được giác ngộ dùng đạo sinh được ư Phật dạy không được, vì sao vì nhân đạo sinh là bồ tát quán đó là pháp hữu vi sinh diệt nên cho rằng thật thế nên đáp không như trước nói thí dụ thỏi vàng trái đỏ còn pháp không sinh tức đạo không sinh tức là vô vi vì pháp vô vi nên cũng không thể dùng được để giác ngộ đạo sinh và đạo không sinh cả hai đều có lỗi vậy đạo chẳng phải sinh chẳng phải không sinh được giác ngộ chăng đáp không được Hỏi, nếu đạo sinh và đạo không sinh đều có lỗi, vậy đạo chẳng phải sinh, chẳng phải không sinh, không nên có lỗi, cớ sao nói không được? Đã, nếu phân biệt chẳng phải sinh, chẳng phải không sinh là tốt là xấu, đó là vì thủ tướng sinh chấp trước, nên nói có lỗi, nếu không chấp trước, thì là đạo giác ngộ. Tu Bồ Đề hỏi, nếu không do bốn cú được giác ngộ, vậy làm sao được đạo? Phật dạy, chẳng phải đạo, không do chẳng phải đạo được giác ngộ, vì sao? Vì giác ngộ tức là đạo, đạo tức là giác ngộ, mà giác ngộ tức là thật tướng các pháp, là thật tướng của chư Phật chướng ngộ không có đổi khác. Hết thảy pháp đều vào trong giác ngộ là tướng tịch diệt, nhưng hết thảy nước vào trong biển cả đều cùng là một vị. Thế nên Phật nói tính giác ngộ tức là tính đạo. Nếu tính giác ngộ và tính đạo khác nhau, thầy không gọi là giác ngộ, vị tướng tịch diệt, không có hí luận. Thế nên nói giác ngộ tức là đạo, đạo tức là giác ngộ. Lại nữa, nếu hai pháp ấy khác nhau, Thời hành đạo không thể đến giác ngộ Vì nhân quả chẳng phải một chẳng phải khác Tu Bồ Đề hỏi Nếu như vậy thời Bồ Tát hành đạo Lẽ đáng bèn là Phật Vì sao? Vì đạo tức là giác ngộ Lại Phật lẽ đáng là Bồ Tát Vì sao? Vì giác ngộ tức là đạo Này cứ gì nói có sai khác Phật có 10 lực, 32 tướng, 80 vẻ đẹp tùy hình Tu Bồ Đề vì hàng Bồ Tát mới học nên phân biệt nạn hỏi Phật rằng: Bồ Tát lý đáng tức là Phật, Phật đáp bằng cách hỏi ngược lại rằng: Phật được giác ngộ chăng? Tu Bồ Đề đáp: Không được, vì sao? Vì giác ngộ không lìa Phật, Phật không lìa giác ngộ, hai pháp hòa hợp nên gọi là Phật là giác ngộ, thế nên không nên nạn rằng Bồ Tát tức là Phật. Đây là đáp tướng chung vậy. Hỏi: Phật thuộc chúng sinh hữu tình, giác ngộ thuộc pháp, cớ sao nói Phật tức là giác ngộ? Đáp trước tiên có 32 tướng trang nghiêm thân và công đức sáu ba la và trang nghiêm tâm, nhưng không gọi là Phật, mà vì được giác ngộ nên mới gọi là Phật. Thế nên nói Phật với giác ngộ không khác, năm uẩn thanh tịnh vi diệu hòa hợp giả gọi là Phật. phát tức là năm uẩn, năm uẩn không đề giả danh, giác ngộ tức là thật tướng năm uẩn, hết thảy Pháp đều vào trong giác ngộ. Thế nên Phật tức là giác ngộ, giác ngộ tức là Phật, chỉ vì trong tâm phàm phu phân biệt nên có sai khác. Hỏi Ông trước luận nghị nói với giác ngộ, nói giác ngộ với đạo chẳng phải, chẳng một chẳng khác. Còn trong kinh nói đạo tức là giác ngộ, giác ngộ tức là đạo, Phật tức là giác ngộ, giác ngộ tức là Phật. Chỉ vì trong tâm phản phu phân biệt nên có sai khác. Hỏi, ông trước luận nghị nói giác ngộ với đạo chẳng một chẳng khác. Còn trong kinh nói đạo tức là giác ngộ, giác ngộ tức là đạo, Phật tức là giác ngộ, giác ngộ tức là Phật. Đáp một và khác tùy đều chẳng thật nhưng phần nhiều dùng một thế nên trong đây nói giác ngộ tức là đạo đạo tức là giác ngộ không có gì lỗi như hai bên thường và vô thường vì thường phần nhiều sinh phiền não nên ít nhắc đến vô thường có thể phá phiền não nên nói đến nhiều mà khi việc thành tựu vô thường cũng xả bỏ trong đây cũng như vậy nếu quán các pháp sai khác dễ sinh tâm chấp trước nếu quán các pháp một tướng hoặc vô thường khổ không thời phiền não không sinh vì tâm chấp trước ít thế nên phần nhiều dùng một tướng, còn ở trong thật nghĩa một tướng cũng vô dụng, nếu chấp trước một tướng, tức lại là tai họa. Lại nữa, vì sai khác không có, nên một tướng cũng không thể có được, vì là tướng đối đã đối đãi nhau, chỉ đem tâm chấp trước, không chấp thủ một tướng nên nói không có gì lỗi, song vì một tướng không thật nên Bồ Tát không được, tức là Phật. Lại nữa, này Phật lại đáp với tu Bồ Đề và tự nói nhân duyên, giác ngộ tuy là tướng tịch diệt, nhưng Bồ Tát có thể đầy đủ các công đức ba la mật, chú trong tam hội kim cương, do một niệm tương ương với tọa mà được vô thượng tránh đẳng tránh giác. Bây giờ đối với hết thảy pháp được tự tại, được gọi là Phật. Bồ Tát tuy biết được đạo và giác ngộ chẳng khác nhau, nhưng chưa đầy đủ công đức nên không gọi là Phật. Và Phật đã đầy đủ hạnh nguyện, mọi việc đã rốt giáo nên không gọi là Bồ Tát người được là Phật pháp được là giác ngộ người cầu giác ngộ là Bồ Tát tu Bồ Đề theo Phật nghe nói tướng giác ngộ tướng đạo thành tiểu tuệ giác cho chúng sinh rồi nay hỏi Phật việc nghiêm tịnh cõi Phật các A à La Hán biết chi Phật không có năng lực biết việc nghiêm tịnh cõi Phật cho nên hỏi thế nào là cõi Phật thanh tịnh Phật đáp cõi Phật là trong ước mặt trời mặt trăng trong ước núi tu di trong ước trời bốn thiên vương ấy gọi là thế giới ba ngàn đại thiên vô lượng vô biên thế giới ba ngàn đại thiên như vậy gọi là một cõi phật phật ở trong đó khi làm phật sự thường thường ngày ba thời đêm ba thời dùng phật nhãn nhìn khắp chúng sinh xem ai có thể gieo trồng căn lành ai can lành đã thành thục nên làm cho tăng trưởng anh căn lành đã thành thục nên đáng được độ thế rồi dùng sức thần thông theo chỗ thấy mà giáo hóa tâm chúng sinh rong ruổi theo cảnh bên ngoài nếu được việc hợp ý thầy không sinh tâm sân não nếu được nhân duyên bất tịnh vô thường thầy không sinh phiền não tham dục nếu được nhân duyên pháp không không có sở hữu thời không sinh phiền não ngu si thế nên bồ tát trang nghiêm cõi phật là vì làm cho chúng sinh dễ độ trong cõi nước không có thiếu thốn gì vì tâm không có ngã thời không sinh san tham sân giận có cõi nước phật hết thảy cây cố hít được phát ra pháp âm thật tướng là không sinh không diệt không khởi không làm chúng sinh chỉ nghe diệu âm ấy không nghe âm thanh khác vì chúng sinh loại căn nên liền ngộ được thật tướng các pháp như vậy cõi phật trang nghiêm gọi là cõi phật thanh tịnh như trong kinh a di đà nói bồ tát từ khi mới phát tâm lại đây từ thanh tịnh nghiệp thô nơi thân miệng ý cũng dạy người khác thanh tịnh nghiệp thô nơi thân miệng ý Hỏi, nếu Bồ Tát nghiêm tịnh cõi Phật là Bồ Tát được vô sinh pháp nhẫn, chú trong thần thông ba la mật, vậy sao có thể nghiêm tịnh cõi Phật? Này cứ gì nói, từ khi mới phát tâm lại đây làm thanh tịnh nghiệp thô nơi thân miệng ý là có thể nghiêm tịnh cõi Phật. Đáp, ba nghiệp thanh tịnh chẳng phải chỉ là nghiêm tịnh cõi Phật mà hết thảy đạo Bồ Tát đều được thanh tịnh. Ở đây trước hết làm thanh tịnh ba nghiệp, vậy sau làm nghiêm tịnh cõi Phật tự làm thanh tịnh thân mình, cũng làm thanh tịnh người khác, vì sao? Vì chẳng phải một người sinh ra ở trong cõi nước mà đều do nhân duyên nhiều người hợp lại sinh ra. Nhân duyên hợp lại của Pháp trong Pháp ngoài hoặc thiện hoặc bất thiện là vì nghiệp ác khẩu nhiều nên đất sinh ra gài góc. Vì tâm dồn nịnh quanh co nhiều nên đất sinh ra không bằng phẳng. Vì san tham nhiều nên nước không điều hòa, đất sinh cát sạn. Vì không gây các ác trên nên đất được bằng phẳng có nhiều chân bảo. Như lúc Đức Phật Di Lặc ra đời, mọi người đều tu mười thiện nên đất có nhiều chân bảo. Hỏi, nếu nhờ các hệ pháp bố thí được quả báo cõi Phật thanh tịnh, cứ gì chỉ nói thanh tịnh ba nghiệp? Đã, tùy biết các pháp thiện ác là nhân duyên của khổ vui, như trong hết thầy tâm tâm số pháp, khi được đạo thời tâm sở trí tuệ là lớn, trong khi nhiếp tâm thời tâm sở định là lớn, trong khi tạo nghiệp thời tâm sở tư là lớn, có nghiệp của tâm sở tư ấy rồi, Thầy khởi lên nghiệp của thân và miệng, tu bố thí, thiền định, lấy ý tâm sở từ làm đầu. Thí như may áo, lấy ý kim dẫn đường. Khi thọ quả báo đời sau thời sức của nghiệp là lớn Thế nên nói ba nghiệp thu nhất, tất cả nghiệp, hết thầy tâm số pháp đều thu nhất vào trong ý nghiệp, Hết thầy sáng pháp đều thu nhất vào trong nghiệp của thân và miệng. Hành nghiệp của thân có ba thứ, mỗi khi phước đức đầy đủ, thầy cõi nước thanh tịnh bên trong thân thanh tịnh nên cảnh giới bên ngoài cũng thanh tịnh thí như mắt sạch nên bóng trong gương cũng sạch như trong kinh tế ma la cả nói vì không sát sinh nên được làm người sống lâu hỏi nghiệp thô của thân miệng ý là việc dễ biết cớ sa tu bồ đề còn hỏi đáp thô hay tế đều không nhất định như đối với người cầu đạo việc bố thí là điều kiện thô còn đối với kẻ bạch y việc bố thí là điều kiện tế như đối với tiểu thừa nghiệp bất thiện là thô nghiệp thiện là tế còn đối với đại thừa từ chấp thủ tướng thiện pháp cho đến chấp thủ tướng Niết bàn đều là thô vì thô tế không nhất định nên hỏi Phật thứ lớp nói tướng thô tế từ việc cướp mạng sống cho đến tả kiến ba nghiệp của thân, bốn nghiệp của miệng, ba nghiệp của ý đều là thô, lại phá sáu ba la mật, thoái tâm san tham đều là thô. Hỏi, trước kia nói mười đạo bất thiện đã thu nhiếp san tham, cớ gì lại còn nói riêng? Đáp, sáu pháp ấy không nhiếp vào trong mười đạo bất thiện, Mười đạo bất thiện đều là pháp bước não chúng sinh, còn sáu pháp ấy chỉ không bước não chúng sinh. Như tâm sàn tham chỉ tự mình tiếc của mà không não hại chúng sinh. Tâm tham có hai, một, chỉ tham của người khác mà chưa bước não chúng sinh. Hai, tâm tham càng mạnh, tìm cầu không được thời muốn não hại, ấy gọi là nghiệp đạo vì hay khởi nghiệp. Dần dận cũng như vậy, Sân dận ít không gọi là nghiệp đạo vì nó có thể đưa đến ác xứ nên gọi là đạo. Thế nên nói riêng sáu pháp không có gì lỗi Hỏi trong sáu ba la mật đã nói có giới Nay cớ gì lại nói giới bất tịnh Đáp phá giới là tội thô nặng như sát sinh Còn giới bất tịnh là tội vi tế không não hại chúng sinh Như uống rượu không nhiếp vào mười đạo bất thiện Lại nữa phá năm tụ giới gọi là phá giới Không phá giới được thọ thường vì ba độc tra tâm không nhớ nghĩ giới hồi hướng đến phước báo sinh cõi trời mà tà kiến giữ giới như vậy gọi là giới bất tịnh lại nữa nếu tâm bồ tát xa lìa 37 pháp trợ đạo ba môn giải thoát ấy gọi là nghiệp thô vì sao vì trong đây tâm đều quán thật pháp theo niết bàn không theo thế gian nếu ra ngoài bốn niệm xứ thời tâm tán loạn thì như rắn bỏ bản tính thường ưa quanh co nếu vào trong ống tre thầy phải đi thẳng ra khỏi ống lại quanh co lại nữa nếu bồ tát tham chứng quả tu đà hoàn ấy là nghiệp thô như người nghe phật nói quả tu đà hoàn không đạt vào ba đường ác sạch hết vô lượng khổ như ao nước rộng năm mươi do tuần ngoài ra chỉ như một giọt hai giọt thời sinh tâm tham vì tâm kia không bền chắc vốn cầu làm phật vì chúng sinh mà nay vì tự thân lại muốn thủ chứng quả tu đà hoàn như thế là dối phật mang tội với chúng sinh thế nên tham chứng quả tu đà hoàn gọi là thô thí như người mời khách muốn thiết đãi ăn uống mà rốt cuộc không cho gì thầy mắc tội nói dối với khách. Bồ Tát cũng như vậy, từ khi mới phát tâm lại đây phát nguyện, ta sẽ làm Phật độ hết thầy chúng sinh, mà lại tham quả vị tu đà hoàn như thế là mắc tội với chúng sinh, như tham chứng của tu đà hoàn cho đến tham đạo bích tri Phật cũng như vậy. Hết cuốn 92 theo bản Hán. Cuốn 93 Kinh Tu Bồ Đề Bồ Tát Thủ Tướng Sáng Thọ Tưởng Hành Thức tướng mắt tài mũi lưỡi thần ý tướng sắc thành hương vị xuất phát tướng nam tướng nữ tướng cõi dục tướng cõi sắc tướng cõi vô sắc tướng phát thiện tướng pháp bất thiện tướng pháp hữu vi tướng pháp vô vi ấy gọi là nghiệp thô của bồ tát bồ tát đều sao địa nghiệp thô như vậy tự mình bố thí cũng dạy người bố thí cần ăn cho ăn cần áo cho áo cho đến các vật cần dùng để nuôi sống. Dạy người mỗi mỗi bố thí như vậy, đem phước đức bố thí ấy chia sẻ cho chúng sinh, cùng hồi hướng đến cõi nước thanh tịnh của Phật. Tự mình chỉ giới nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ cũng như vậy. Bồ Tát hoặc đem châu báu để cõi nước ba ngàn đại thiên cũng dường tam bảo, phát nguyện rằng, nhờ thiện căn này mà khiến cõi nước tôi đều do bảy báu tạo thành. Lại nữa, lấy nhạc trời làm vui nơi Phật và Pháp, phát nguyện rằng, nhờ thiện căn này mà khiến trong cõi nước tôi thường nghe nhạc trời, lại nữa lấy hương trời đầy cõi nước ba ngàn đại thiên cũng dường Phật và pháp phát nguyện rằng, nhờ thiện căn này mà khiến trong cõi nước tôi thường có hương thơm trời, lại nữa lấy thức ăn trăm vị cũng dường Phật và chúng tăng phát nguyện rằng, nhờ thiện căn này mà khiến chúng sinh trong cõi nước tôi hưởng hương thơm trời nhỏ mịn lại nữa lấy nằm dục theo ý muốn mà cúng dường Phật và tăng cùng thí cho hết thảy chúng sinh phát nguyện rằng nhờ thiện căn này mà khiến đệ tử và chúng sinh trong cõi nước tôi đều được nằm dục theo ý muốn Bồ Tát ấy đem nằm dục theo ý muốn cùng chia cho chúng sinh hồi hướng đến cõi nước thanh tịnh của Phật phát nguyện rằng khi tôi thành Phật trong cõi nước tôi có năm dục như cõi trời ứng theo lòng ước nguyện mà đến lại nữa phát nguyện rằng tôi sẽ tự mình vào thiền thứ nhất cũng dạy chúng sinh vào thiền thứ nhất vào thiền thứ hai thứ ba thứ tư vào tâm tử bi hỷ xả cho đến 37 pháp trợ đạo cũng như vậy khi tôi được vô thượng tránh đẳng tránh giác làm cho hết thảy chúng sinh không xa đẻ bốn thiền cho đến không xa lìa 37 pháp trợ đạo như vậy bồ tát có thể nghiêm tịnh cõi phật bồ tát tùy theo bấy nhiêu thời gian hành đạo bồ tát đầy đủ các ước nguyện Bồ Tát tự thành tựu hết thảy thiện pháp cũng thành tựu thiện pháp cho chúng sinh. Bồ Tát thọ thân tướng đẹp đẽ, chúng sinh được giáo hóa cũng được thân tướng đẹp đẽ. Vì sao? Vì phước đức sâu dày. Này tu Bồ Đà, nên như vậy nghiêm tịnh cõi Phật, trong cõi nước ấy cho đến danh từ ba ác đạo cũng không có, cũng không có danh từ ba độc tà kiến nhị thừa, thành vàng bích trì Phật. Tài không nghe có âm thanh về vô thường khổ không Cũng không có sở hữu Cho đến không có danh từ kết sự phiền não Cũng không có danh từ phân biệt các đạo quả Gió thổi cây bày báu theo chỗ đáng độ thoát Mà tuôn ra âm thanh nói về thật tướng không vô tướng vô tác. có Phật hay không có Phật, thỏa hết thầy Pháp, hết thầy Pháp tướng vẫn không, trong không không có tướng, không có tướng, thỏa không có tạo tác, xuất ra Pháp âm như vậy thời hoặc ngày hoặc đêm hoặc ngồi hoặc nằm hoặc đứng hoặc đi vẫn thường nghe pháp âm ấy. Bồ tát khi được vô thượng chánh đẳng chánh giác, chưa Phật cho mười phương các cõi nước đều tán thán, chúng sinh nghe danh hiệu Phật ấy chắc chắn đã đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ tát ấy khi được vô thượng chánh đẳng chánh giác về thuyết pháp, chúng sinh nghe được không có ai không tin sinh nghi mà không tin nói rằng là pháp là phi pháp. Vì sao? vì trong thật tướng các pháp đều là pháp không có phi pháp những người phước mỏng đối với phật và các đệ tử không giao trọng căn lành không theo thiện tri thức chìm trong ngã kiến cho đến chìm trong hết thảy kiến chấp rơi vào biên kiến hoặc chấp đạn chấp thường những người như vậy vì tà kiến nên chẳng phải phật nói là phật phật nói là chẳng phải phật phi pháp nói là pháp pháp nói là phi pháp người như vậy vì phá pháp nên khi thần hoại mạng chung đọa vào đường ác địa ngục Kỳ trừ Phật được vô thượng tránh đẳng tránh giác, thấy chúng sinh ấy qua lại trong năm đường, dạy khiến ra lìa nhóm tà định, an lạc trong nhóm chính định, còn lại không đọa vào đường ác. Như vậy chúng sinh trong cõi nước Phật thanh tịnh của Bồ Tát không có tâm tạp ý, hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu, hoặc hữu vi, hoặc vô vi, cho đến chúng sinh trong cõi nước ấy đều rốt ráo ở trong vô thượng tránh đẳng tránh giác. Này tu Bồ Đà, ấy là Bồ Tát nghiêm tịnh cõi Phật luận lại có nghiệp thô là đối với các pháp rốt giáo không lại thủ tướng mà sinh tầm chấp trước là thủ tướng sắc thủ tướng thọ tưởng hành thức thủ tướng mắt cho đến tướng ý thủ tướng sắc cho đến tướng pháp thủ tướng nam nữ tướng bào cõi tướng thiện bất thiện hữu vi vô vi hỏi tướng nam nữ có thể là hư vọng không thật còn các tướng sắc tướng pháp thiện pháp bất thiện hoặc không thủ tướng thời làm sao có thể nhàm chán sắc để thành tựu pháp thiện đáp trong Phật pháp có hai thứ không một là chúng sinh không hai là pháp không chúng sinh không thời phá tướng chúng sinh là tướng nam tướng nữ lấy pháp không phá tướng hư vọng trong sắc pháp như trong phẩm phá hết thầy pháp không đã nói quán giác thọ các thiện pháp như viễn như hóa không thủ tướng nhất định có thật thời tâm nhàm chán bỏ ý luận thường vô thường ấy không gọi là thủ tướng lại sắc và các phát thiện đều hòa hợp tính không mà tu hành nên không sinh phiền não hỏi hết thảy pháp hữu vi giả danh hòa hợp nên không nên thủ tướng còn pháp vô vi là pháp chân thật đó là như pháp tính thật tế cớ sao không thủ đáp vì không thủ tướng là pháp vô vi vô tướng gọi là pháp môn vô vi nếu thủ tướng thời là hữu vi như vậy tất cả thủ tướng đều hư vọng không thật Sa liền nghiệp thô nơi thân miệng ý là Bồ Tát muốn hành đạo, nghiêm tịnh cõi Phật. Sa lìa nghiệp thô nơi thân miệng ý như vậy, tự mình hành sáu ba la mật cũng dạy người khác hành do nhân duyên của thanh tịnh nên cõi nước Phật được thanh tịnh. Trên là nói tướng chung, dưới là nói tướng riêng. Bồ Tát đem bảy báo đẩy thế giới ba ngàn đại thiên, cúng Phật và Tăng phát nguyện rằng, nhờ bố thí này mà khiến cho cõi nước tôi đều do bảy báo trang nghiêm. Hỏi, nếu châu báu đầy thế giới ba ngàn đại thiên, thầy từ chỗ nào có được? Lại, chư Phật hiền thánh đều ít muốn biết đủ, ai là người thọ hưởng, nếu người phàm không biết nhảm đủ thờ làm sao có thể thọ hưởng vật trong ba ngàn thế giới đáp thần bồ tát là thần do pháp tính sinh đầy đủ thần thông ba la mật vì cúng dường mười phương phật nên đem châu báu đầy thế giới ba ngàn đại thiên để cúng dường lại bảo vật ấy do sức thần thông làm ra nhỏ nhẹ không chướng ngại như cõi tròi biến tịnh trong thiền thứ ba sáu mươi người ngồi trên đầu một cây kim mà nghe pháp không chướng ngại nhau uống gì đại bồ tát vào sâu trong thần thông tạo ra vật bóng hoặc có bồ tát biến hóa thân như núi tu di khắp trước mười phương phật để làm tim đèn cúng dường phật hoặc pháp phật phát nguyện rằng khiến cõi nước tôi thường có ánh sáng không cần mặt trời mặt trăng đẹp đuốc hoặc có bồ tát mưa các hương hoa pha lọc anh lạc để cúng dường phát nguyện rằng khiến chúng sinh trong cõi nước tôi đẹp đẽ như hoa thân tướng sạch sẽ không có xấu xí như vậy là nhân duyên của các sắc tướng đẹp lại có Bồ Tát đem kỹ nhạc trời làm vui nơi Phật hoặc Pháp Phật. Bồ Tát ấy hoặc có khi dùng sức thần thông làm ra âm nhạc trời, hoặc làm ra âm nhạc của vua trời, âm nhạc của truyền đơn Thánh Vương, hoặc làm ra âm nhạc của Atula, của vua rồng để cúng dường, nguyện rằng, trong nước tôi thường nghe âm thanh tốt đẹp. Hỏi, chư Phật Hiền Thánh là người lịa dục, không cần âm thanh ca múa, cớ sao đem âm nhạc cúng dường, chư Phật tuy đối với hết thảy pháp tâm không dính mắc, đối với pháp thế gian không cần dùng gì, song chư Phật vì thương chúng sinh mà ra đời nên tùy theo người cúng dường mà khiến cho họ được phước theo ước nguyện. Như lấy hoa hương cúng dường cũng không phải là vật mà Phật cần dùng, vì thân Phật thường có hương thơm vi diệu, chư thiên không thể sánh kịp, song vì là ít chúng sinh mà Phật thọ nhận. Bồ Tát vì muốn nghiêm tịnh cõi Phật nên cầu âm thanh tốt, muốn khiến chúng sinh trong cõi nước mình nghe âm thanh tốt nên tâm nhiều viễn tầm nhiều viễn nên dễ có thể chịu sự giáo hóa thế nên dùng âm thanh để cúng dường Phật lại có Bồ Tát đem hương thơm để khắp thế giới ba ngàn đại thiên cúng dường chư Phật và pháp Phật hoặc hương dễ hương cảnh hương lá hương bột hoặc hương trời hoặc hương do biến hóa làm ra hoặc hương từ quả báo sinh phát nguyện rằng khiến trong cõi nước tôi thường có hương thơm mà không có người làm ra hoặc có bồ tát dùng thức ăn trăm vị cúng dường chư phật và tăng là có người nói rằng lấy hết trăm thứ canh cúng dường gọi là trăm vị có người nói rằng một thứ bánh mà đến đủ số trăm nên vị nó có một trăm gọi là trăm vị có người nói rằng trăm thứ cỏ thuốc trái thuốc làm thành hòn hoàn hỉ gọi là trăm vị có người nói rằng thức ăn uống canh bánh tổng hợp làm thành trăm vị có người nói rằng thức uống ăn mỗi mỗi đầy đủ nên gọi là trăm vị thức uống ăn của người có trăm vị thức uống ăn của trời thường có trăm ngàn vị thức uống ăn của bồ tát do quả báo phước đức sinh là do sức thần thông biến hóa thể có vô lượng vị có thể chuyển đổi lòng người khiến lìa dục được thanh tịnh bốn thứ uống ăn ấy bồ tát tùy theo nhân duyên cúng dường phạt và tăng nên trong cõi nước tự nhiên có thức uống ngon trăm vị hoặc có bồ tát dùng hương xoa của trời là vì ở Ấn Độ nóng và vì thân có mùi hôi nên dùng hương xoa thân để cúng dường Phật và Tăng. Do nhận duyên ấy khiến chúng sinh trong cõi nước tôi được thứ hương trời nhỏ mịn. Hỏi giới xa gì cho đến giới thọ trì trong một ngày đêm còn không cho dùng hương xoa thân, cớ sao đem cúng dường Phật và Tăng? Đáp, Bồ Tát lấy vật mà thân cần thiết và quý giá tùy theo lúc cần dùng để cúng dường, hoặc đem phết trên đất, trên vách, và chỗ đi ngồi lại lấy năm dục theo ý muốn cúng dường phật tăng và các chúng sinh bồ tát dùng xe ngựa tốt và con âm nhạc phan lọng vàng bạc hy phục châu báu là những thứ người xuất gia không thọ dục mà cấp thí cho chúng sinh phát nguyện rằng khiến chúng sinh trong cõi nước tôi thường được năm dục theo ý muốn hỏi năm dục ấy phật ví nó như lửa như hầm như mụn nhọt như ngục như oán như giặc hay cấp can lành của người cửa sao bồ tát nguyện cho chúng sinh được năm dục lại, phật nói đệ tử phật nên mặc áo vá xin ăn ngồi dưới cây rừng cớ ra bồ tát vì chúng sinh mà cầu được năm dục đáp năm dục trong cõi trời cõi người là quả báo của phước đức nếu đời nay hoặc đời sau người phước mỏng nghèo cùng không thể tự mình nuôi sống thời làm những việc trộm cắp hoặc vì bị chủ tài sản bức hại vì của cải mà giết kẻ khác hoặc bị cật vấn nói dối là không làm như vậy lần lượt làm 10 điều bất thiện đều do nghèo cùng nếu người có năm dục đầy đủ thỏi theo ý muốn liền có được nên không làm mười điều bất thiện. Chúng sinh trong cõi nước của Bồ Tát giàu vui thỏa thích, không bị thiếu thốn, thời không có các việc ác, chỉ có các kiết sử ái và mạng. Nếu nghe Phật thuyết Pháp hoặc nghe đệ tử Phật thuyết, do có tâm nhu nhuyến nên nghe Pháp có thể dễ đắc đạo. Tuy có tầm chấp trước nhiều mà vì loại căn, nên nghe nói vô thường, khổ, không liền được đạo. Thế như chiếc áo như bẩn, thời dùng cho bùn để ngâm cách đêm, dùng nước giặt một lúc sạch hết bồ tát không muốn khiến chúng sinh tham đắng nên lấy năm dục bố thí chỉ muốn khiến trong một lúc xả bỏ nên đem cho như ông trước nói phật dạy đệ tử mặc áo vá khất thực vì tội đời trước mà phải sinh ở đời ác nên tầm nhiễm trước nhiều nếu được áo đẹp thức ăn ngon thời tầm nhiễm trước càng sâu lại vì cầu áo đẹp thức ăn ngon nên trở ngại việc hành đạo chúng sinh trong cõi phật thanh tịnh của Bồ Tát thành vô lượng phước đức năm dục bằng nhau nên không còn tham đắm cũng không còn tìm cầu nên không có gì ngăn ngại lại nếu hành giả xa lìa năm dục tu khổ hành thầy tăng trưởng sân giận lại nếu nhớ nghĩ năm dục thầy sinh phiền não bây giờ không hướng về đâu do vậy mà phải nói xả khổ xả vui dùng trí tuệ ở vào trung đạo thế nên ở cõi phải nghiêm tịnh mà đem năm dục bố thí không có gì chướng ngại hỏi nếu như vậy thì trong luật cớ gì tỳ kheo Alecha nói Theo tôi biết nghĩa và dạy hưởng thọ năm dục không chướng đạo tỷ kheo ấy bị quả trách đến ba lần không bỏ nên bị tần xuất Đáp, phải pháp có hai là tiểu thừa và đại thừa Trong tiểu thừa người phước mỏng ba độc nhiều như trong kinh bà sa Phật dạy Hàng đệ tử bạch y của ta chẳng phải một hai cho đến quá năm trăm người Lấy hương trên đàn đỏ và hương của hoa thơm xoa thân nằm chung với vợ con sai nô tỳ mà dứt ba kết sử được quả tu đà hoàn hết khổ ba đời ba độc mỏng được quả tư đà hàm tỳ kheo alecha ấy nghe vậy liền nói mặc dù hưởng thọ nam dục mà không chướng đạo chứ không biết việc ấy phật vì ai mà nói phật chỉ vì hàng bạch y mà nói còn tỳ kheo này lại đối với pháp xuất gia mà nói các vị tu đà hoàn tư đà hàm ấy không có phát nguyện rằng ta suốt đời không phạm dâm dục vì còn có ba độc nên thường hay quên đạo mà khởi tâm dâm dục Còn người xuất gia ở giữa chúng tăng miệng tự thể rằng Ta xuất đời không phạm dâm dục Vì thế nên Phật dạy nếu người xuất gia phạm vào dâm dục thời bỏ Tỳ kheo a lê -tra tự thề suốt đời không phạm mà phạm đó là một tội Biết Phật chế mà cố trái phạm đó là hai tội Tỳ kheo ấy vì thọ nam dục thấy kẻ bạch y đắc đạo Mà cho mình với họ đồng nhau thế nên mắc tội có hai hạng chúng sinh trong cõi phật nghiêm tịnh hoặc xuất gia hoặc tại gia tại gia tuy hưởng thọ nam dục mà không có tội cũng không chướng ngại đạo như trời đâu xuất như người ở châu uất đơn việt tùy thọ nam dục mà không gây tội nặng còn hạng chúng sinh xuất gia theo phật cho phép thọ nam dục cũng không có tội lỗi đây là nói ở cõi thanh tịnh chứ không phải ở đại ác nam trường trong pháp tiểu thừa vì tỳ kheo a cha nói người phước mỏng tội nặng tâm có nhiều hối hận nghiêm tệ cõi phật là đời đời tập hành sáu ba la mật ba môn giải thoát tùy thọ nam dục cũng không nhiễm trước như trong kinh nói bồ tát hành bát nhã nghĩ rằng ta sẽ hát tự mình vào thiền thứ nhất cũng dạy chúng sinh vào thiền thứ nhất cho đến vào thiền thứ tư bốn tâm vô lượng ba mươi bảy pháp trợ đạo cũng như vậy bồ tát nguyện rằng khi ta làm phật do hành đủ bốn thiền cho đến ba mươi bảy pháp trợ đạo vì phương nước như vậy nên chúng sinh tùy thọ nam dục không làm chướng ngại bồ tát phát ra vô lượng vô số nguyện theo bấy nhiêu thời gian hành đạo mà đầy đủ các nghiệp thiện bồ tát thành tựu hết thầy pháp thiện và thành tựu được chúng sinh vì thành tựu hết thầy thiện pháp nên thân tướng đẹp đẽ mọi người trông thấy không nhàm chán cũng thành tựu chúng sinh khiến được thân tướng đẹp đẽ bồ tát nghiêm tình cõi phật như vậy lại nữa, nghiêm tịnh cõi Phật là cho đến ở đó không có danh từ ba ác, huống gì có ba đường ác. Hỏi chư Phật vì lòng thương xót lớn thấy chúng sinh khổ não nên ra đời. Nếu không có ba đường ác, thầy Phật thương xót gì? Đáng Phật ra đời vì độ chúng sinh, mà chúng sinh trong ba đường ác không thể độ, chỉ có thể dạy khiến trồng căn lành mà thôi. Thế nên Phật có danh hiệu là bậc thầy của trời và người. Nếu không có trời và người, chỉ có ba đường ác, thầy có thể nên nạn, nên hỏi hỏi nói phật thương xót chúng sinh cớ sao trong cõi thanh tịnh của phật không có chúng sinh trong ba đường ác đáp phật thương xót hết thảy chúng sinh bình đẳng không sai khác nhưng trong đề nói vì nghiệp duyên thanh tịnh nên trong cõi nước ấy không có ba đường ác lại phật chẳng phải chỉ vì một cõi nước mà nói có số cõi nước trong mười phương nhiều như các sông hằng có cõi nước thanh tịnh có cõi nước tạp quế ở cõi nước tạp quế hết thời có đủ năm đường ở cõi nước thanh tịnh của phật thời hoặc có người có trời sai khác hoặc không có người trời sai khác như về quá khứ ở cõi phật thiên vương chỉ có đức phật thế tôn là bậc pháp vương vì thế mà gọi là phật thiên vương lại có cõi nước không có ba độc tà kiến hỏi chư phật chỉ vì trừ phiền não cho chúng sinh nên ra đời tà kiến ba độc tức là phiền não nếu không có phiền não thay phật ra đời làm gì đã có người nói rằng trong cõi ấy vì nhân duyên phước đức lớn mà ba độc tà kiến không hiện bày nên nói là không có lại có người nói rằng trong cõi ấy các bồ tát đều được vô sinh pháp nhẫn thử tu các công đức sáu ba la mật thượng dạo qua mười phương độ tát chúng sinh ở chỗ chư phật tu tập các tam muội còn hơn giáo hóa vô số thanh văn bích chi phật cũng hơn giáo hóa bồ tát bất thoái chuyển thành tựu chúng sinh cõi phật thành tịnh của bồ tát là vì bồ tát gần phật đạo nên lợi ích càng lớn ở cõi nước ấy không có danh từ nhị thừa hỏi Các đức phật khác có giáo hóa ba thừa đâu riêng ở cõi ta bà đáp phật xuất hiện ở đầy ác nam trưởng từ trong một đạo mà chia làm ba thừa hỏi nếu như vậy phật a di đà phật a súc không sinh ở đầy ác nam trưởng cớ sao lại có ba thừa đáp chư phật khi xưa mới phát tâm thấy chư phật dùng pháp ba thừa độ chúng sinh nên tự phát nguyện rằng ta cũng sẽ dùng pháp ba thừa độ chúng sinh không có danh từ vô thường khổ vô ngã là vì chúng sinh đã vào sâu điên đảo chấp trước thường lạc nên vì họ nói vô thường khổ để giải cứu còn trong cõi ấy không có điên đảo chấp thường chấp lạc nên không cần nói vô thường khổ vì nếu không có bệnh thời không cần thuốc cũng không có ngã sở hữu cho đến không có kết sử cũng như vậy vì không có nhị thừa nên cũng không có các quả tu đà hoàn chỉ một mặt vào thể tướng các pháp được vô sinh pháp nhẫn là được các tam muội các môn đà la ni dần dần tác ích không dứt các địa vị gió thổi cây bài bóng theo chỗ đáng độ mà phát ra âm thanh là bồ tát muốn chúng sinh dễ nghe pháp nên cây bài báo phát ra tiếng pháp âm vì cây bài báo cùng khắp cõi nước nên chúng sinh sinh ra đều nghe pháp không khỏi các tâm khác chỉ sinh tầm nghe pháp hỏi phật có vô lượng bất khả tư nghỉ thần thông cớ gì không biến hóa làm vô lượng thân thuyết pháp độ chúng sinh cần gì đến âm thanh cây bảy báu đáp chúng sinh rất nhiều nếu phật nơi nơi đều hiện thân thời chúng sinh không tin cho đó là huyễn hóa tâm không kính trọng có chúng sinh theo người nghe pháp tâm không khai ngộ nếu theo xúc sinh nghe pháp thời liền tin chịu như trong kinh bổn sinh nói bồ tát thọ thân xúc sinh vì người thuyết pháp người cho là hi hữu nên ai nấy đều tin chịu lại bảo tâm xúc sinh ngay thẳng không dối có người bảo xúc sinh là là hữu tình đều có dối trá còn cây bảy báu vô tâm mà có âm thanh Thời đều tin chịu không vô tướng vô tác dù có phật hay không có phật hết thảy pháp thường không vì không nên vô tướng vì vô tướng nên vô tác vô khởi các pháp như vậy đêm ngày thường phát ra ở các quốc độ khác thời dùng sức thần thông sức miệng mỗi mỗi biến hóa còn trong đây thường phát ra âm thanh tự nhiên ở cõi phật nghiêm tịnh phật thường được chất phật tán thán vì tạo cốc đức.